Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Toyota Vios sản xuất 2012 phiên bản số sàn máy 1.5. Chiếc này mang biển số 34A33515. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 306 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần tân vỏ cho các bác được xem. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu đen, hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau anh em nhé. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2012 bản E xịn, trang bị 4 bánh đa năng đúc, phanh ABS 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cột xe anh em nhé. Bản đủ. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cối đá. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vâng, đây là phần là dàn bốn ốp của xe này. Đấy, dàn bốn ốp của nó khá là ok anh em nhé. Cua lốp thì không hề mục mọt này. Đấy, Toyota Vios sản xuất 2012. Đấy, tay lắm mở cửa đã được ốp lốc anh em nhé. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cối đá thương hiệu Nhật Bản. Trang bị 4 bánh đa năng đúc, phanh ABS 4 bánh, dàn bốn ốp của nó còn đạt đến 80% đến 85% anh em này. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ được đổ xăng mà chạy chứ không phải làm bất cứ một cái gì anh em nhé. Đấy, cua lốp thì không hề mọt. Tay lắm mở cửa đã được ốp lốc này. Đấy, chân kính cũng đã được ốp lốc. Sơn xi trang bị màu đen. Hai cụm đèn phanh rất sáng bóng đều nhau này. Đấy, thương hiệu Nhật Bản. Và sau đây em sẽ đi vào phần gầm cho các bác xem. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Đấy, gầm bệ khá ok anh em nhé. Gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt ngào. Đấy, tổng quan phần gầm của chiếc Toyota Vios sản xuất 2012. Sơn xi rất sáng bóng sạch sẽ. Đấy, dàn bốn ốp của nó gần đạt đến 80-85% này. Đấy, cua lốp thì không hề mục mọt. Đấy, xe rất cứng xe anh em nhé. Mình cam kết anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Ghế da thì em mới bọc lại, mới tinh anh em nhé. Đấy, anh em là đúng chân mẫu xe này thì mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy chứ không phải làm bất cứ một cái gì. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cối đá. Đây là những cái đinh bấm răng giật của xe. Đấy, đinh bấm răng giật của xe nó vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Keo chỉ zin cả xe. Đấy, đây là phần cột của xe này. Dạ vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ. Đấy, đây là phần hốc bản lề này. Đấy, hốc bản lề này. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của nó này. Keo chỉ vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe này, như mới luôn. Đấy, tay lắm mở cửa được ốp lốc này. Sân kính cũng đã được ốp lốc anh em nhé. Vâng, đây là phần ghế da đằng trước đây. Đấy, ghế da đằng trước đây. Phần vô lăng này. Trang bị hai túi khí, một cho người lái với một người ngồi bên phụ anh em nhé. Đây là phần táp lô này. Màn hình cam nồi đầy đủ.
Đây là những cái đinh bấm răng giật của xe này. Đấy, đinh bấm răng giật của xe này. Đấy, đinh bấm răng giật của xe nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ này. Đấy, phần âm thanh này. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Keo chỉ của xe này vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đấy. Tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xe. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 4 năm 2021 này. Đấy, đăng kiểm thì dài miên man. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy. Đấy, dàn vào nốt của nó này. Dàn nó lúc nó khá là đều nhau anh em nhé. Cua lốp này không hề mù mọt này. Đấy, phanh ABS 4 bánh. Đấy, một mỗi xe lồi đồng cuối đá, không đâm va, không ngập nước. Đấy, keo chỉ zin cả xe. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok anh em nhé. Dạ vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái. Vâng, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ đây. Keo chỉ thì không mất đến một phân. Đấy. Đấy, dạ vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xe. Đấy, bản đồ anh em nhé. Vâng, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của nó này. Và sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem. Dạ vâng, đây là phần cốp đằng sau xe này. Đấy, bản sedan hai đầu thì cốp nó rất rộng rãi anh em nhé. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về về quê thì đi du lịch thì đựng được khá là nhiều đồ này. Đấy, đây là phần lắp cốp này. Lắp cốp này, keo chỉ của xe này. Keo chỉ của nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Cam kết anh em chiếc xe này không đâm va, không ngập nước. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy alo trực tiếp cho em. Đấy, em là Nghị. Hoặc là đến trực tiếp cửa hàng của em ở số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, em mới chuyển về địa chỉ mới này, cách ngã tư Long Thành một cây số hướng về Kiến An anh em nhé. Đấy, hoặc là đến chân cầu vượt quán Toan alo cho em ra em đón. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đây, trang bị túi khí này. Trang bị hai túi khí anh em nhé, một cho người lái, một người ngồi bên phụ. Đấy, và sau đây em sẽ lổ máy lên cho các bác xem này. Vâng, máy đã lổ anh em nhé. Đấy, máy lổ rất êm. Đấy, mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì. Đấy, em đóng điều hòa lên này. Đấy, điều hòa thì cực mát luôn. Đấy, điều hòa thì cực mát anh em nhé. Còn đây là phần táp lô này. Đấy, táp lô này. Đây là phần hộp đựng đồ này. Đấy. Âm thanh vũ trường. Đấy.
Đây là phần cảnh báo nguy hiểm này. Phần chi nhan này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok anh em nhé. Phun nước gạt mưa. Đây là phần kính lên xuống này. Đấy, hoạt động rất trơn tru. Gương cụp xe này. Chỉnh điện này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok anh em nhé. Đây là phần quả số này. Đây là phanh tay này. Đấy, đây là bệ tì tay này. Đây đèn chân này. Chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ này. Mở lên thì có gương trang điểm này. Đấy, cái gương này nó vỡ mất rồi. Trần này đẹp như mới luôn anh em nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem. Dạ vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2012 phiên bản số sàn máy 1.5. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá phiên bản số sàn. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 306 triệu đồng. Đấy, bản e xịn anh em nhé. Đấy, những cái đinh bấm răng giật của xe này vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Cam kết anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Máy nổ rất êm này, không hề gì rầu anh em nhé. Không đâm va, không ngập nước. Máy nổ cực kỳ tròn tiếng luôn. Nổ không hề rung lắc này. Đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc xe. Vâng, đây là phần lắp capo của xe này. Rồi, keo chỉ này. Vẫn còn là tem mác theo nhà máy sản xuất này. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2012 phiên bản số sàn, bản nhé xịn, bản đủ,
Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 306 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.